Mẹ kiếp, dám chống cự nè. Mày im lặng cho tao. Mày là nóng nảy nhất đó. Có tin tao giết mày không? Mẹ kiếp. Đi. Buông tôi ra đồ khốn. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Tôi phải nói với ông nội. Cho ông nội bắt hết tất cả mấy người. Anh Đông, sao vậy? Anh phải báo thù cho anh Sang. Phải báo thù. Đừng làm ồn. Có chuyện gì? Anh Sang bị chém 17 nhát, đang nằm trong bệnh viện. Anh Cường cũng bị cảnh sát bắt đi. Ba mắt đâu? Anh ba mắt ở ma quỷ. Nhốt cô ta lại. Không ai được đụng tới. Nhưng đừng để cô ta chạy thoát. Tất cả canh chừng ở đây cho tôi. Dạ. Coi kìa, tao tưởng là thằng nào ngon chứ, dám cản đường tao nữa. Thì ra là bại tướng dưới tay của tao, ba mắt hả? Phùng Hải, hôm nay mày chết chắc rồi. Một mình mày à? Phùng Hải, mày chém anh em tao 17 nhát. Hôm nay tao bắt mày phải trả gấp đôi. Một mình mày à? Chém chết nó. Chém chết tụi nó.
chém đi. Đứng lại, đứng lại. Phùng Hải, mày chạy à? Mày đứng lại cho tao. Đứng lại. Chạy à? Đại ca, có gì từ từ nói. Mày còn chạy à? Hôm nay tao phải chém mày chết. Đứng lại, đứng lại cho tao. Đứng lại. Mau đứng lại. Các anh em, các anh em, chém thằng đó đi, tôi thưởng vàng. Tụi mày không nghe tao nói gì à? Chém thằng đó đi. Mày nghĩ ở đây ai sẽ nghe lời mày? Chứ mày là thằng chó nào? Tao không phải là chó. Tao là Tạ Văn Đông. Anh Đông. Anh Đông, tôi sai rồi. Tôi không nên đối đầu với anh. Anh tha thứ cho tôi. Tha cho tôi lần này đi. Tội của mày không thể tha. Anh Đông, tha cho tôi một lần. Anh Đông, tha cho tôi. Tại sao nó báo tin cho mày? Nó với mày có quan hệ gì? Mày nói mau đi. Vì tao có ảnh khỏa thân của nó. Giết tao đi. Giết đi. Giết tao đi. Giết đi. Phát cuối để tao. Tao có thể để cho mày chết dễ dàng vậy sao? Lúc mày đụng tới anh em tao nên biết có kết quả này. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Chết đi. Anh Đông, ai cũng không dễ dàng. Mau lên, tăng tốc hơn nữa. Mau lên đi. Mệt muốn xỉu luôn. Thì đúng rồi. Nói thôi cũng thấy mệt. Mà làm vậy để chi ta? Ai biết đâu. Coi kìa, quân sư cũng bị đá ra rồi. Khốn nạn. Hai đứa đang nói chuyện gì vậy? Có muốn ở trong hội nữa không? Em sai. Không dám nữa. Không dám nói nữa. Mấy cậu nhớ cho rõ đi. Thích nói gì thì nói. Tôi không giống bọn họ. Tôi chỉ xài đầu óc thôi. Thôi bỏ đi, cũng bị đào thải thôi mà, còn nói tụi mình.
tấn công, lên, lên, giết, chém nó, giết đi, chém chết nó, chém, chết đi. Khốn nạn. Hình như có người kêu la ngoài kia. Hình như là con đàn bà. Đừng có ảo tưởng. Anh Cường ở ngoài đó coi chừng mà. Lo chơi tiếp đi. Nhanh lên. Thằng này không phải Hà Học Dung. Lãng phí viên đạn rồi. Chuyện gì vậy chứ, mập? Đừng để Hà Học Dung chạy thoát. Anh em Văn Đông hội đông như vậy, nó không thoát đâu. Đi. Đứng lại. Mày chết đi. Đang nghĩ gì vậy? Hôm nay mới bắt được mấy con nhỏ về, không vui à? Tốc độ chậm quá, xem ra huấn luyện chưa đủ. Hơn nữa còn bị phát hiện. Tất cả tập hợp, chuẩn bị chiến đấu, rõ. Giết nó đi. Mẹ nó, cho mày chết. Alo, anh, bên này bị đánh lén. Làm trò gì vậy, lên coi. Lên cái đầu cậu, nó có súng đó. Cầm cái này. Cái đồ đó ở đâu ra vậy, sao không nổ? Tôi lượm được. Đóng đồ ngay bữa trước đâu rồi. Anh Đông đâu có đưa tôi. Mau qua đây cứu chúng tôi. Cái gì? Bên đó cũng bị thanh bang đánh à. Khốn nạn. Bên này mưa bom bão đạn. Anh còn kêu qua đó cứu viện. Anh tự lo cái thân cho mình đi. Các anh em, mặc kệ, tấn công. Tụi mày là ai? Coi chừng tao đó. Mày chết chắc rồi. Cường, cho nó coi đồ ngon đi. Thiệp đen. Tụi mày là Văn Đông hội. Mày đoán đúng rồi đó. Tất cả đứng yên.
Đứa nào đứng lên tao bắn chết. Đứng yên. Mẹ tụi mày. Đứng yên. Sang, coi chừng. Hạo Nhiên, Hạo Nhiên. Mẹ nó. Chết đi. Mày chết chắc rồi thằng khốn. Chém nó chết đi. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Chém chết thằng đó cho tao. Chém chết nó. Chém đi, chém chết nó. Chém chết nó đi. Chém cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Hạo Nhiên. Mẹ nó. Chém chết nó đi. Thằng khốn nạn Hạ Học Dung đó, vậy mà phải đổi bằng mạng của tôi. Hạo Nhiên, cố gắng lên cho tôi. Cố gắng cái đầu của cậu. Lần trước cậu đánh tôi, tôi còn chưa báo thù. Hạo Nhiên, đừng nói nữa. Hạo Nhiên, chúng ta tới bệnh viện. Tới bệnh viện. Hạo Nhiên, anh cố gắng lên cho tôi. Giờ tôi nói tôi thích em gái anh được chưa? Tôi không thích làm anh rể. Tôi muốn làm em rể của anh được chưa? Anh cố gắng lên cho tôi. Cố gắng lên cho tôi. Tiểu Lan, Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, Hạo Nhiên. Tôi nghe thấy tiếng còi xe lửa. Tiểu Lan, Tiểu Lan từ Hồng Kông về rồi. Hạo Nhiên, đi đâu vậy? Hạo Nhiên, đi. Đi thôi. Tiểu Lan, Tiểu Lan. Hạo Nhiên, cố gắng lên cho tôi. Không cần. Tôi muốn gặp Tiểu Lan. Tiểu Lan. Tiểu Lan. Tiểu Lan, em đâu rồi? Tiểu Lan. Anh. Tiểu Lan. Tiểu Lan. Anh à. Anh. Anh. Tiểu Lan. Sau này Tiểu Lan phải nhờ mọi người. Cao Cường, cậu toàn ăn hiếp tôi. Lý Sang cậu cũng ăn hiếp tôi. Tất cả đều nợ tôi. Tiểu Lan. Anh. Hạo Nhiên. Anh. Hạo Nhiên. Ha.
Sao rồi? Anh đâu? Trong đó giải quyết xong. Còn ngoài này thì sao? Tôi mới gọi cho cục trưởng Trần, cảnh sát sẽ tới dọn dẹp. Đừng để người ta nhìn thấy. Đi, lên xe. Đi thôi, lên xe. Anh Đông. Hạo Nhiên sao rồi? Hạo Nhiên trúng đạn. Vậy sao? Cậu muốn vui phải không? Qua đây. Tôi cho cậu vui. Tôi cho cậu vui. Cho cậu vui. Cậu vui chưa? Tôi cho cậu vui. Cho cậu vui nè. Cậu vui đi. Cứ vui đi. Cậu vui chưa? Đừng cãi lộn nữa. Cường, cậu giỏi lắm đúng không? Hôm nay tôi phải liều mạng với cậu. Cậu ngon hả? Ngon à? Đừng có quậy nữa. Tránh ra. Đừng có cản tôi. Cường, đừng có quậy nữa. Lý Sang, tôi không cản cậu. Tôi biết cậu đang buồn. Nhưng nếu cậu muốn Văn Đông Hội từ nay chia năm xẻ bảy thì cứ tiếp tục đi. Nội dung hợp đồng này chủ yếu bàn về việc tổ chức lại ban hội. Ba đường chủ Long Hổ Chấp không đổi. Báo đường do Hà Hạo Lan tiếp nhận. Về sau sẽ không có Hà Hạo Lan. Tôi là Hà Hạo Nhiên. Được. Đường chủ bốn đường Long Hổ báo chấp không đổi. Tăng thêm một đường là Ưng Phi đường. Cao Cường là đường chủ. Còn Hắc Lan đường do Lưu Ba làm đường chủ. Giữ chức giáo quấn huấn luyện cho ban hội. Trong tối do Binh Lâm tiếp quản.
chính thức đổi tên thành ám đội. Cường tử, Cường tử, viết cái gì vậy? Mẹ nó, anh đang thuốc súng hay sao vậy? Mẹ nó, cái thứ gì vậy? Tao trêu chọc ai mà mẹ nó chống đối tao chứ? Anh Long, gần đây chúng ta có phải quá rêu rao không? Rêu rao à? Chết tiệt. Tao thấy chúng tổ chức cái liên minh đánh hổ chính là để diệt trừ chúng ta. Cậu không phát hiện gần đây chống đối chúng ta đều là địa đầu xà sao? Vậy đi, tối nay cậu dẫn theo 200 anh em đi đánh Văn Đông Hội. Đường Lôi dẫn 300 anh em đi tập kích tổng bộ Thanh Bạc. Mẹ nó, tao không tin heo có thể leo cây. Được, đại ca, bây giờ em đi ngay. Đi, đánh chết bọn chúng. Phải xử bọn chúng mới được. Xử bọn chúng. Văn Đông Hội là cái thứ gì? Đúng vậy, phải xử bọn chúng. Còn chưa mọc đủ lông, không phục thì đánh thôi. Muốn thì giết nó. Đúng rồi, mày lớn lối hả? Phải giết chúng, không cho chúng có cơ hội ngóc đầu lên nữa. Mày lớn lối à? Tao giết mày bây giờ. Xe đâu? Người đâu? Người ở đâu rồi? Đi xem đi. Tỉnh táo lên cho tao. Tỉnh táo lên. Xe đến rồi, xe đến rồi. Đến rồi. Chuẩn bị đi anh em. Xử bọn chúng. Đi thôi. Đi. Đi thôi, nhanh lên. Nhanh lên đi. Đi xử bọn chúng. Anh Lâm, alo. Ngô Hưng Đào dẫn mười mấy đàn em mang theo vũ khí chuẩn bị qua đó. Được, tôi biết rồi. Cậu ở bên đó theo dõi tiếp cho tôi. Hiểu chưa? Đã biết. Đi vận động xương cốt một chút thôi. Đúng, xử chết nó đi. Tao không dằn nổi cơn tức này. Xuống, xuống xe. Đi mau. Đi. Đi. Tụi bay là ai? Cầm lấy. Tao kêu mày cầm lấy ngay. Văn Đông Hội, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Nghe nói Ngô Hưng Đào của bang Mãnh Hổ là hảo hán. Hèn nhát. Anh Lâm chết rồi. Minh Lâm, anh Lâm, tôi phục anh rồi. Một phát ngay đầu, không phí phát nào. Ám đội do anh dẫn dắt, tôi không có gì để nói. Không tệ, từng lên chiến trường thật sự không giống nhau. Đủ tàn nhẫn, đủ độc ác.
Anh Văn Đông nói không sai. Anh là lựa chọn tốt nhất. Đừng khen tôi nữa. Mấy năm nay trên chiến trường ngoài học được giết người thì không còn gì để học cả. Anh Lập, anh nói vậy là khách sáo rồi. Các anh em đều thật lòng phục anh. Nếu đã giải quyết xong chuyện thì chúng ta đi thôi. Tao nói dẫn theo 300 anh em, mày dẫn về lại cho tao mười mấy người là sao? Lý Thành Long, đây là tin tốt mà anh gọi tôi đến để nói chuyện đó hả? Tôi thật khốn kiếp mà. Tôi sẽ đích thân về thành phố H nhận tội với tổng ban Mãnh Hổ. Tôi nghĩ tổng bộ nhất định sẽ cách chức của anh đó. Mấy thứ này đều là mẹ nó anh bắt tôi làm. Anh cũng không thoát được liên can đâu. Được, tôi sẽ dẫn dắt tất cả mọi người về thành phố H. Ở đây không thuộc về chúng tôi nữa. Khốn kiếp, đều tại mày. Không làm được việc gì hết. Đồ khốn kiếp. Hồi chúc mừng liên minh đánh hổ. Uống đi. Uống đi. Uống đi, mau uống đi. Người anh em, cậu lừa tôi thật khổ mà. Quên rồi sao? Lần trước ở Đông Thăng, cậu chỉ nói cậu là người của Văn Đông Hội. Sao không nói với anh đây cậu là Tạ Văn Đông chứ? Để tôi làm tròn vai trò của người làm chủ. Việc nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Vừa hay anh em tôi cũng có chuyện. Người anh em Tạ khi nào rảnh thì đến chỗ tôi ngồi chơi, để tôi tiếp đãi cậu cho đàng hoàng. Nếu như anh Hồng đã mời, có dịp anh em tôi đây nhất định sẽ tới. Chỉ sợ lúc đó anh Hồng lại không chào đón thôi. Đâu có đâu, tôi sao lại không chào đón chứ. Đến đây, uống đi. Anh Cao, mời. Ngồi đi, ngồi đi. Mọi người ngồi đi. Anh Cao, liên minh đánh hổ đã đánh hổ chạy rồi. Cuối cùng xem như trừ được tâm bệnh của mọi người. Tuy đã đánh chạy hổ dữ, nhưng anh em lại lộn xộn lên. Không sợ cậu chê cười, chức ban chủ thanh bang này của tôi cũng không đảm bảo được. Nội bộ thanh bang cũng có mâu thuẫn à. Uống rượu đi, uống đi, uống, uống. Mấy trưởng lão chê tôi còn trẻ. Tôi làm chuyện gì cũng phải thông qua bọn họ quyết định. Cứ lấy chuyện liên minh đánh hổ lần này ra nói đi. Nếu không phải tôi lấy ra lệnh của ban chủ thanh bang thì... Nếu như vậy thì nguy hiểm rồi. Không biết anh Cao có đối sách gì không? Ban đầu tôi liên kết với Văn Đông Hội là vì thấy Văn Đông Hội thực lực mạnh, coi như tìm được trợ giúp cho thanh bang chúng tôi. Đương nhiên cũng là vì ý riêng của tôi. Hy vọng nhờ vào các cậu củng cố địa vị của tôi. Tôi hiểu được điều này. Người anh em, không hiểu sao hôm nay tôi lại nói với cậu nhiều như vậy. Nói hết ra bí mật luôn rồi. Nếu cậu trách thì cứ trách tôi đi. Tôi làm ban chủ thanh bang mà không có khí thế gì cả. Anh có biết tại sao tôi lại liên kết với anh không? Vì ở cùng anh tôi có một cảm giác rất thân thiết. Và tôi tin con người anh
Cũng giống như ban đầu chúng ta nói, từ ngày bắt đầu liên minh là đã trở thành anh em của nhau rồi, hỗ trợ lẫn nhau, quyết không hối hận. Ăn đi, ăn đi. Cậu xem, tôi không có tiền đồ gì hết, mới vậy đã bị cậu làm cảm động rồi. Vì tình bạn này. Cao Chấn tôi chỉ cần còn sống, nhất định sẽ xem tài văn đông cậu như anh em ruột, quyết không hối hận. Quyết không hối hận. Anh em tốt. Đi. Nào, cùng uống nào. Lấy ly cho tôi. Cho tôi một ly. Nào, Văn Đông, người anh em, cạn. Chết tiệt, đắng quá. Lần này ban bánh hổ hoàn toàn giải tán rồi, chúng ta cũng có thể thoải mái được một thời gian. Nước trà này tuy tốt, nhưng cuối cùng vẫn là đắng. Tôi nói nè, đừng có ở đâu cũng khoe khoang học vấn của anh được không? Coi như tôi xin anh đi, có gì thì cứ nói thẳng. Lá trà phải pha với nước thì mới uống được. Nước trà tuy tốt, nhưng cuối cùng vẫn là đắng. Hôm nay hai anh rảnh rỗi ở đây uống trà như vậy sao? Hôm qua uống nhiều quá, chỉ quan nói sáng sớm uống chút trà cho thoải mái thôi mà. Nước nóng pha trà. Chị Thủy, chị có muốn uống một ly không? Không cần đâu, uống trà thì thôi đi. Hôm nay tôi có việc cần phải làm, tôi đi trước đây. Nước nóng pha trà, càng lâu càng đắng. Pha trà, rốt cuộc có ý gì đây? Trà này dùng cái gì để pha? Nước sôi. Nước sôi. Vậy thì nước sôi lại đến từ đâu chứ? Ý của anh là anh Đông tin tưởng anh, và tôi cũng luôn tin tưởng anh. Nhưng bị nước nóng hắt vào cũng không phải là chuyện gì tốt. Ý anh là cô ta có vấn đề à? Còn nhớ mấy tấm hình bị lộ ra không? Đó là lúc cô ta làm việc bị chụp lén. Một người phụ nữ giao thiệp với đàn ông lại đi báo tin về mấy tấm hình đó. Anh cho rằng cô ta thật yêu anh sao? Nè, không có chứng cứ thì đừng có nói bậy. Tôi cũng không nói nhất định có vấn đề mà. Trà này đắng thật đó. Chậm một chút đi. Chậm một chút. Ngồi đi. Văn Đông, cậu biết không, tôi rất là vui. Tôi biết chứ. Cậu biết cái gì? Tôi biết chị rất là vui đó. Cảm ơn. Cảm ơn tôi à? Ở đây còn có người thứ ba sao? Gần đây Lý Phong cứ quấn lấy tôi, rất là phiền. Vậy được rồi, cảm ơn chị đã cảm ơn tôi. Nhưng mà có công tử nhà giàu theo đuổi chị, chứng tỏ
Chị rất là hấp dẫn. Cậu hư quá đi. Gần đây anh ta cứ quấn lấy tôi và chị tôi. Phiền muốn chết đi được. Đúng rồi, hôm qua lúc anh tôi uống rượu có hỏi cậu gần đây có dự tính gì không? Dự tính à? Tôi muốn cả thành phố phía Nam. Cậu tham lam quá đi. Lát nữa cậu cùng tôi về nhà thử món tôi mới học được coi thế nào. Thôi mà đi đi. Cậu đi nói với anh tôi chứ tôi nói không rõ ràng. Thôi mà đứng dậy đi. Đi thôi, được rồi, đi. Tổ chức rất không hài lòng về việc gần đây cô tự ý hành động. Lấy việc công làm việc riêng. Chuyện này ảnh hưởng đến hình tượng của tổ chức chúng ta. Lấy việc công làm việc riêng. Cô ngầm giúp đỡ Giang Đông Hội. Thậm chí còn ngầm giúp bọn họ mua bán chất cấm. Dùng thân phận của cô để tiếp xúc với cục trưởng Trần. Cấp trên cho rằng hành động của cô đã vượt khỏi phạm vi của tổ chức hành động. Hơn nữa còn uy hiếp đến sự an toàn của các đồng chí khác. Tôi có cách hành động của tôi. Tôi sẽ không gây nguy hiểm cho tổ chức và đồng chí. Nhưng chúng tôi cũng lo lắng cho sự an toàn của cô. Vậy thì anh có thể xem thử. Về báo cáo lại cho tổ chức, Văn Đông Hội có một lô súng quân dụng. Tổ chức tự nhiên sẽ hiểu được. Rốt cuộc cô là ai? Nếu biết thì ông sớm muộn gì cũng biết. Không ngờ lại để ông phát hiện ra sớm như vậy. Đúng là tôi đang giúp bọn họ làm việc. Cấp trên cũng biết. Tôi từ chính nơi đó lấy được tình báo cho cấp trên. Rốt cuộc cô còn muốn gạt tôi đến bao giờ? Sao tôi lại gạt ông chứ? Ông ở chỗ họ đã từng thấy người phụ nữ nào đẹp như tôi chưa? Tôi không cần biết cô là ai. Cô hãy tự lo liệu đi. Tôi và Cao Chấn đã bàn bạc rồi. Hành động tiếp theo của chúng ta là tấn công Thiện Hiểu Dân và Trương Hồng. Trương Hồng. Anh Đông, em thấy anh nên gửi thiệp đen cho bọn chúng trước đi. Cường Tử, tôi thấy chuyện này không thể gấp được. Trận này phải đánh đẹp một chút. Nhất định phải thể hiện uy phong của Văn Đông Hội chúng ta. Tôi hy vọng lần này phải làm cho thật chắc, chuẩn và mạnh mẽ. Một cú tất thắng, như quy lực của tia chớp. Có việc gì không? Không có gì. Tôi không cố ý nghe lén các cậu bàn chuyện đâu. Lúc nãy tôi nghe các cậu nói muốn giết Thiện Hiểu Dân. Theo như tôi biết thì người này phải giết bằng mọi giá. Nếu không thì đối với các cậu sẽ là hậu hoạn vô cùng. Anh Trương, anh thấy thế nào?
Tôi không chắc chắn. Được. Ba mắt Lưu Ba, các anh phụ trách dẫn dắt các anh em tấn công Thiện Hiểu Dân. Lý Sang, Chí Quan, Cao Cường, các cậu phụ trách dẫn dắt các anh em tấn công Trương Hồng. Khâm Sương dẫn ám đội phụ trách trinh sát. Trong lúc trinh sát thì hỗ trợ các đường tấn công. Nhất định phải một cú tất thắng, tuyệt đối không thể để bọn chúng có cơ hội nghỉ ngơi. Sáng ngày mai hành động. Mọi người đã hiểu rồi chứ? Đã hiểu rồi. Bồi Bàn, cho tôi một đậu hũ cay, một dĩa cơm chiên trứng. Vũ trường Đông Thăng. Trương Hồng, Trương Hồng đâu rồi? Nhận được thiệp đen sao không ra tiếp khách đi? Mập à, cậu phải vận động nhiều lên. Chết đi. Trương Hồng, ra đi. Trốn tránh làm gì? Ra nói chuyện đi. Nhanh lên. Tha cho tôi đi mà. Trốn cái gì? Đừng có giở trò đó. Đi mau. Bài bạc gì? Tạ Văn Đông lấy hàng cao cấp như vậy từ đâu ra? Thật quá xa xỉ. Chắc ngay cả cấp trên cũng chỉ nghe qua chứ chưa từng thấy. Chị Thủy sao lại tới rồi? Lúc nãy tôi nhìn thấy hai bóng đen từ dưới hầm chạy ra. Đúng lúc tôi ra xem thử thì gặp được các cậu. Đi, Chí Quan, chúng ta xuống hầm xem thử. Hai người này là ai vậy? Một người là Trương Hồng, một người là Thiện Hiểu Dân. Một người là Ban Cái Triều, một người là Ban Hắc Hổ. Chị Thủy còn muốn biết gì nữa không? Thiện Hiểu Dân. Hai người này ức hiếp dân lành, không việc ác nào không làm. Cậu có ý gì đây? Đi đi, giết bọn chúng. Giết bọn chúng à? Tại sao lại phải giết bọn chúng? Tại sao phải là tôi? Đây là chuyện giữa các bang, các cậu có liên quan gì đến tôi? Tạ Văn Đông, tao, mẹ nó, tao với mày không đội trời chung. Tao đối xử với mày thế nào, mày nói đi.
chỉ cần mày lên tiếng, muốn người hay tiền đều có hết cho mày. Trương Hồng, khốn kiếp im lặng cho tao. Lúc đầu không phải mày muốn đánh gãy chân của tao sao? Tao nhớ kỹ mày đó. Ông đây cũng nhớ kỹ mày. Tạ Văn Đông, mày không phải là người. Mày nhớ kỹ cho tao. Nè, nói nhiều. Thật ngại quá, xỉu rồi. Địa bàn của tôi đều bị các anh phá rồi. Các anh muốn gì thì cứ lấy là được. Các anh muốn cầu tài thì thả tôi ra. Tôi có tiền, muốn bao nhiêu tôi đưa bấy nhiêu. Đi đi, giết hắn ta. Không. Tại sao vậy? Bởi vì tôi là thằng khốn nạn. Cậu thay đổi rồi. Không phải tôi thay đổi, là trong cái thời này, nếu không muốn bị ức hiếp, phải có thân thể khỏe mạnh, phải có đầu óc thông minh. Ở cái xã hội ăn thịt người này, hôm nay chị không giết hắn, ngày mai hắn nhất định sẽ giết chị. Không, tôi không muốn. Tôi không muốn giết hắn. Chị không có quyền lựa chọn, bởi vì chị là phụ nữ. Tại sao vậy? Tôi là phụ nữ thì sao? Tôi là phụ nữ thì phải giết người à? Phụ nữ. Bởi vì bọn họ là anh em của tôi. Tôi là phụ nữ. Tôi là phụ nữ đó. Nhưng tôi không tin tưởng chị. Hai người này chính là chiến tích đầu tiên của chị. Tạ Văn Đông, cậu là tên Vong Ân Phụ Nghĩa. Nhớ cho kỹ, cả cái vũ trường ma quỷ này là của tôi. Các cậu muốn chiếm chỗ này, sao lại cứ muốn ép buộc tôi vậy? Còn nhớ Phùng Hải không? Thật ra mấy tấm hình đó đều do hắn chụp. Phùng Hải chỉ là vô tình có một phần nhỏ thôi. Phần còn lại, các anh em tôi đã lục soát chỗ hắn và tìm được hết rồi. Là ông. Là tôi. Tôi yêu cô. Tôi yêu cô. Tại sao? Tại sao lại yêu tôi? Từ lần đầu tiên gặp được cô, tôi đã yêu cô rồi. Tại sao? Tại sao ông cứ phải yêu tôi? Tôi không thích ông. Tôi hoàn toàn không quen biết ông. Tôi yêu cô. Tôi có thể chết trong tay cô, cũng không có gì tiếc nuối cả. Ông im đi. Thiện Hiểu Dân, mày nói nghe ghê tởm quá. Tao nghe mà muốn ói ra hết. Bây giờ phải tiễn mày lên Tây Thiên rồi. Tạ Văn Đông, tôi hận cậu. Anh Đông, phụ nữ thật tàn nhẫn. Thiếu chút nữa là bắn luôn cả em rồi. Anh Đông, làm như vậy với chị Thủy có quá đáng không?
quá đáng lắm sao? Thân phận chị Thủy không rõ ràng, tôi sợ xảy ra chuyện. Anh em của chúng ta rất nhiều, nếu bị tổn thất tôi sợ mình không gánh nổi. Hơn nữa giờ chị Thủy cùng ở phe chúng ta, không phải càng tốt hơn sao? Tôi làm không đúng à? Anh Đông, còn mấy cái xác xử lý thế nào? Chôn chứ còn sao nữa. Quá tàn nhẫn. Minh Lâm, khiêng ra ngoài. Tình hình hiện giờ vô cùng nghiêm trọng. Đồng chí của chúng ta tiếp xúc qua Phỉ Thúy đã mất tích, nên chúng ta phải nghĩ cách liên lạc được với đồng chí này, lấy cách liên hệ với qua Phỉ Thúy, sau đó vận chuyển thuốc men đạn dược ra tiền tuyến. Chuyện này tuyệt đối không được chậm trễ, nên phải đi cho nhanh. Đúng đúng, chúng ta phải nhanh chóng tìm được đồng chí này, sau đó hành động theo kế hoạch. Đúng. Sao không chơi tiếp đi? Mệt rồi. Sao tôi cứ cảm thấy hôm nay hình như cậu không được vui? Hơi mê man. Nghe anh tôi nói, cậu đã thôn tính địa bàn của Thiện Hiểu Dân và Trương Hồng rồi mà, cậu phải vui mới đúng chứ. Tiểu Ngọc à, chị thấy bàn tay này sạch sẽ không? Rất sạch, lại còn rất đẹp nữa. Mà hôm nay sao cậu kỳ vậy? Đằng sau phùng qua là bàn tay đầy máu. Cậu bệnh rồi. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Hay là lát nữa chúng ta lại thả diều tiếp đi. Đi thôi. Đi nhanh lên. Đi. Rạp chiếu phim Thiên Hồng. Anh Đông. Anh Đông. Anh Đông, tôi cần một lời giải thích. Anh Trương muốn biết tại sao anh lại làm như vậy với chị Thủy. Anh thích chị Thủy à? Tôi chỉ cảm thấy làm như vậy là không công bằng. Nhìn tấm hình này, anh có hiểu không? Vậy tại sao không giết chị ấy? Đằng sau chị Thủy có người. Chí Hoàng, cậu nói cho anh Trương nghe đi. Cho tới giờ chúng ta vẫn luôn thuận lợi. Thực ra một phần nguyên nhân là vì chị Thủy. Anh cũng thấy tấm hình rồi. Phùng Hải lấy được mấy tấm khỏa thân, vốn là Thiện Hiểu Dân chụp cho hắn. Tấm hình này vốn không có vấn đề gì, nhưng gương mặt trong ống kính lại bán đứng chị Thủy. Chị ấy đã quen Thiện Hiểu Dân trước rồi. Vậy tại sao chị ấy lại giết Thiện Hiểu Dân? Bởi vì yêu, hoặc là vì che đậy chân tướng sự việc. Nhưng mà chị Thủy suy sụp rồi, vẫn là vì yêu. Cô ta đang diễn. Còn nhớ lời chị Thủy từng nói không? Tôi biết anh vẫn còn nghi ngờ nên mới kêu tôi cùng anh xuống tầng hầm. Nhưng tới nơi là không thấy mất thứ gì. Chỉ có một đàn em bị đánh ngất xỉu. Chắc anh vẫn còn nhớ rõ đàn em đó sau khi tỉnh lại từng nói với anh người đánh cậu ta là phụ nữ. Anh Đông, có lẽ tất cả những thứ chúng ta làm hôm nay chỉ là vì chính nghĩa trong lòng chúng ta. Hiểu không?
chính nghĩa